Chào mừng anh em quay trở lại với chương trình kể chuyện bé nghe của Hai Đế Tộc. Hãy tiếp tục với series Chúa Tể Bóng Tối nào. Ở video lần trước, chúng ta đã gặp lại một nhân vật xuất hiện từ Salaxalr mà tôi nghĩ đa số chúng ta đều tưởng là cô bé đã chết. Chắc anh em còn nhớ Milia, con gái bán thức Olba mà ở chương 2 manga đã bắt cóc Claire dưới lệnh của giáo phái. Hiện tại thì cô bé vẫn còn đang bị thao túng, nhưng hãy xem lần này chú hề đúng nghĩa đen sẽ làm gì để cứu cô ấy nha. Địa hình khu vực chiến trường bị xới tung lên bởi dư chấn của sức mạnh ma thuật. Sau cú vung tay của Milia, Jack the Ripper tưởng như đã biến mất. Hàng khán giả yên lặng, bá thức White lẩm bẩm rằng điều này thật nực cười trong khi vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt của các kiếm đêm. Với những gì vừa xảy ra, họ cho là vũ khí mạnh nhất của con người được tạo ra bởi nhà thờ. Một người bảo hắn tưởng rào chắn sẽ bị phá vỡ và White tự tin bảo dù có nghi ngờ trong giây lát nhưng hắn cho rằng không có gì vượt qua được kết giới này. Một người đề xuất rằng có vẻ như họ nên tăng cường mối quan hệ với giáo hội hơn nữa. Darquicon nói rằng mặc dù có rất nhiều nạn nhân mất mạng trong sự cố lần này, nhưng đây là điều có thể đánh đổi để kết nối với phe Loki. Có tiếng vỗ tay khi Darquicon nói điều đó nhưng không phải là từ kiếm đêm. Mọi người đều nhìn nhau và đơ người vì tiếng vỗ tay khô khan vang lên trong khán giả. Trong số đó bá tước Butler đang run rẩy vì sợ hãi. Ông chỉ vào một chiếc ghế trống với ngón tay run rẩy. Darquicon hỏi một cách thắc mắc liệu có chuyện gì vậy. Đáng lý Butler chỉ đang chỉ vào một chiếc ghế trống nhưng tên hề đẫm máu đang ngồi ở đó mà gần như chưa mấy ai nhận ra. Kiếm đêm nhận ra điều này và họ giạt ra khỏi Jack như những con nhện con đang chạy toán loạn. Khi Darquicon hỏi làm thế nào Jack có thể vào đây, Jack the Ripper ngừng vỗ tay và từ từ đứng dậy. Tên hề cầm một con át bích số 7 trong tay và từ từ ném lá bài. Trong một lát, như thể trên thế giới chỉ có Jack the Ripper là đang di chuyển vậy, không ai có thể ngăn cản chuyển động nhàn nhã của tên hề. Với một âm thanh nhỏ, tấm thiệp đã in sâu vào đầu một thành viên kiếm đêm khiến hắn ta ngã về phía trước co giật. Không có ai có thể di chuyển. Họ chỉ nhìn vũng máu lan rộng trong im lặng và cảm thấy như mình đang trong tầm tay của cái chết. Dường như nếu họ di chuyển hoặc la hét hoặc không làm gì, họ sẽ bị giết. Giữa lúc căng thẳng tột độ, Jack the Ripper di chuyển rất chậm và lấy ra từng thẻ một. Những con thẻ Adbic từ 8 đến K, chính xác là 6 thẻ. Jack the Ripper có cùng số lượng thẻ như số lượng thành viên kiếm đêm có mặt. Jack từ từ nhắm tới mục tiêu trong khi kiếm đêm mở to mắt và lắc đầu. Sức mạnh ma thuật tăng lên trong đấu trường. Đối tượng thí nghiệm 227. Milia thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và đập cánh tay phải vào Jack the Ripper. Một âm thanh va chạm khủng khiếp vang lên. Tiếng bang 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 vang lên nhiều lần với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên Jack the Ripper không hề nhúc nhích. Milia chỉ đang đánh một bức tường phát sáng giữa cô và Jack the Ripper. Có người nói với giọng căng thẳng khi thấy rào chắn vẫn còn nguyên vẹn. Milia đang bị cản trở bởi nó. Vậy tại sao Jack the Ripper lại ở đây? Không ai có thể hiểu được. Giữa những âm thanh va chạm rung chuyển trên mặt đất, Jack the Ripper ném ba quân bài và ba người đã chết. Trong đó Milia liên tục nện vào rào chắn. Bá tước Butler bảo ông ta đã bảo rồi, thứ này là một con quái vật và đáng lý phải bị xử lý bằng mọi giá. Nhưng trước khi kịp nói hết câu, một lá bài đâm sâu vào trái tim ông ta. Với vẻ mặt tuyệt vọng, bá tước Butler ôm ngực và ngã xuống. Khi đứng trước tình hình này, bá tước White hét toáng lên và bảo ai đó giải phóng rào chắn, nhưng không ai đáp lại được lời kêu gọi của hắn. Với đôi mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, bá tước White tiếp tục hét lên như thể ông ta đã hóa điên rồi. Lá bài hoàng hậu Adbic đâm vào cổ họng hắn ta và hắn chết ngay sau khi những tốt ra những âm thanh khó hiểu. Giờ chỉ còn lại Darquicon. Anh ngã xuống đất, hai chân khuỵu xuống. Jack the Ripper cầm quân vua Adbic ở trên tay phải và xoay nó với một cách tinh nghịch như thể anh đang đùa giỡn với cuộc sống của người đối diện. Với giọng nói yếu ớt, Darquicon hỏi Jack rằng tại sao một con quái vật như tên hề lại ở nơi này. Trông hắn không còn phù hợp với cương vị người đứng đầu nhóm kiếm đêm. Hắn van xin hãy giúp hắn và hắn sẽ làm bất cứ điều gì cũng như sẽ trả cho Jack bất kỳ số tiền nào. Và nếu Jack cần một lời xin lỗi thì hắn sẽ làm vậy. Sau khi xin tha mạng, Darquicon cúi đầu xuống đất và trà nó xuống sàn để xin lỗi và lá bài cuối cùng ghim vào đầu hắn ta. Đây chính là thời điểm mà 13 thành viên kiếm đêm đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếng Milia nện xuống rào chắn ngay bên cạnh vang vọng một cách trống rỗng. Jack the Ripper liếc nhìn những xác chết trên khán đài rồi quay về phía Milia, trong lúc cô bé liên tục đập mạnh vào rào chắn không ngừng nghỉ. Jack từ từ tiến lại gần về phía rào cản và chạm cánh tay vào đó. Từ đó một năng lượng ma thuật màu xanh tím lan tỏa như khói và Jack bước xuyên kết giới. Ngay lập tức Milia vung cánh tay phải của mình tấn công Jack the Ripper một cách bất lực, khiến tên hề bị ném vào tường. Jack vẫn đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra và nhìn vào mắt Milia khi cô lao vào mình như một con thú. Cơ thể to lớn, khả năng thể chất và phép thuật của cô ấy, sức mạnh đều được hợp nhất một cách hoàn hảo. Sự bạo lực áp đảo làm tan nát đấu trường và làm rung chuyển hàng rào vững chắc. Cơ thể của Jack the Ripper nảy lên như một quả bóng pin và liên tục bị nảy đi khắp đấu trường. Nhưng tên hề vẫn không hề ngã. Dù bị trúng đòn nhưng Jack vẫn khéo léo né những đợt va chạm và tránh được vết thương chí mạng. Đôi mắt Jack chỉ dán chặt vào Milia. Milia gầm lên và biến đổi cơ thể, mọc lên vô số những xúc tu mảnh khảnh từ lưng, ngực và thậm chí cả khuôn mặt. Chúng tản ra, bao trùm đấu trường. Hơn 1.000 xúc tu vây quanh Jack và tất cả xúc tu đều đâm tên hề cùng một lúc. Tất cả những gì còn lại ở Jack là cơ thể đang quằn quại và vặn vẹo trong mớ xúc tu. Cô không thể nhìn thấy Jack bị đâm bởi xúc tu mà chỉ có thể nhìn thấy khối cỏ giật, khiến cô nghĩ đến những con giun đất. Alicia đứng bên cạnh hỏi Jack chết rồi à, với giọng đầy vẻ nghi ngờ.
Christina bảo cô còn không rõ và không hiểu tại sao Jack lại bị đánh bại dễ dàng như vậy, thậm chí còn chưa đánh trả. Đúng hơn là Jack chưa bao giờ thể hiện ý định phản công. Mong muốn của anh đã thành hiện thực khi tất cả thành viên kiếm đêm đã chết. Những khoảnh khắc cuối cùng của những người đã chỉ vì thế giới ngầm của vương quốc Midgard đã kết thúc từ lâu, bất chấp nỗ lực đáng thương của họ. Nghĩ đến điều này, Christina không khỏi nở một nụ cười và vội vàng tự bịt miệng mình lại. Dù thế nào đi nữa, đám kiếm đêm đã biến mất và Jack the Ripper đã đạt được mục tiêu của mình. Trận chiến với Milia nằm ngoài mục tiêu của tên hề. Có lẽ bây giờ Jack đã hài lòng vì mục tiêu của mình đã đạt được. Cô ấy nói vậy nhưng nó có vẻ còn gì đó thiếu thiếu. Alicia nói với vẻ mặt nghiêm nghị rằng thật khó để tồn tại giữa đám xúc tu. Mỗi xúc tu đó đều khỏe mạnh và được truyền vào khá nhiều ma lực. Ngoài ra số lượng của chúng vẫn đang tăng lên. Tại thời điểm đó, một ánh sáng xanh tím lọt qua khe hở giữa những xúc tu. Lúc đầu nó nhỏ và hầu như không đáng chú ý, nhưng ngay sau đó nó bắt đầu thấm từ khắp mọi nơi, nhuộm màu đấu trường màu xanh tím. Nó mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, năng lượng ma thuật xưng lên và thổi bay tất cả xúc tu. Milia hét lên đau đớn, cô cào vào những xúc tu bị rách và rên rỉ. Ánh sáng xanh tím dần dần lắng xuống và ở đó có một người mặc bộ áo choàng dài màu đen tuyền với tiếng giày bốt lạch cạch. Người đó bước đi và tự giới thiệu mình là Shadow, kệ ẩn mình trong bóng tối và săn lùng bóng tối. Nhìn thấy điều này, Alicia rất kinh ngạc, Christina cũng bối rối, tuy nhiên cô cảm thấy rằng sự xuất hiện của Shadow trước mặt cô có ý nghĩa nào đó. Shadow hẳn phải có lý do, cậu ta nói rằng mình đã mang tội lỗi của thế giới và có gì đó, một cái gì đó nhất định phải hoàn thành. Và Christina muốn chứng kiến sự kết thúc của một con đường đời đầy máu. Không chỉ có Christina và những người khác bối rối, Milia cũng đột nhiên dừng bước trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô ấy phát ra âm thanh la hét giống con người như vậy, nghe như thể cô ấy đang hét lên Shadow. Giữa những xúc tu mới mọc ra xuyên qua ra, Milia tấn công Shadow bằng cánh tay phải của mình và vô số xúc tu. Một trận đánh như bão, giữa sự tấn công liên tục, Shadow nhảy múa giữa những đòn tấn công đang tiếp cận mình. Cậu cắt đứt những xúc tu, tránh được cô trong gang tấc với những cú vung tay mạnh mẽ với những động tác rung rinh như những cánh hoa trong gió. Shadow đâm những chiếc gai nhỏ một cách duyên dáng, một vệt màu tím xanh được khắc lên cơ thể Milia và ma thuật màu xanh tím bám vào vết thương của cô. Những vết màu tím xanh cứ thế được khắc nhiều hơn. Alicia hỏi tại sao Shadow không đánh bại cô ấy. Con quái vật chắc chắn rất mạnh nhưng Shadow vẫn cứ như thể anh ta đang hành hạ cô ấy vậy. Christina đồng ý với ý kiến đó và tự hỏi tại sao Shadow không giết cô ấy chỉ bằng một đòn. Christina biết rằng Shadow có đủ sức mạnh để làm điều đó. Cô liền bảo chắc chắn Shadow phải có lý do như là một nhiệm vụ. Sau đó Christina chỉ vào vết máu khiến Alicia nghiêng đầu bối rối. Tiếng hét của Milia vang vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã kêu tên Shadow. Giọng nói của cô ngày càng giống con người hơn. Giữa sự tấn công không ngừng nghỉ từ Milia, có vật vệt ma thuật màu xanh tím lấp lánh dần bám vào cơ thể của cô bé rồi hoàn toàn bao phủ cô ấy. Không lâu sau, cơ thể của Milia cứ thế co lại đáng kể. Phần thịt quái vật kỳ cục đã bị cạo sạch, để lộ làn da trắng nõn nà của cô gái trẻ. Cô ấy đang từ một con quái vật trở lại thành con người. Christina nhận thấy rằng cô ấy đang lành lại vết thương ở những chỗ tập trung ma thuật màu tím xanh, làn da trắng mềm mại, thịt quái vật kỳ dị và những sợi giống như xúc tu vẫn còn trộn lẫn và Milia phát ra một tiếng hét đau buồn gọi tên Shadow. Christina nhận ra giọng nói của Milia dường như đang khóc. Một nửa khuôn mặt của Milia đã trở lại hình hài một cô gái trẻ với những giọt máu chảy ra từ mắt cô bé. Cô ấy đang khóc và điều khiển các xúc tu và cánh tay phải của mình. Chuyển động của Milia dần dần chuyển từ sự tháo bạo của quái vật đến sự nhanh nhẹn của con người. Sau đó nhiều xúc tu đủ để che phủ cả đấu trường mọc lên từ làn da nhợt nhạt của cô gái. Máu chảy ra từ những nơi có xúc tu đã nảy mầm. Milia rên rỉ vì đau đớn và điều khiển vô số xúc tu của mình và cuối cùng đã kiềm chế tứ chi của Shadow. Sau đó cô vung cánh tay phải xuống nhưng Shadow đã xé toạc các xúc tu và chặt đứt cánh tay phải của Milia. Cánh tay quái vật bị cắt đứt bay lên không trung và không biến trở lại hình dạng con người. Tuy nhiên Milia vẫn còn có cánh tay trái của con người ẩn dưới cánh tay đó. Trong bàn tay trái của cô bé, một con dao găm được nắm chặt như thể đó là vật rất quan trọng. Không rõ Milia có hận Shadow vì đã giết chết ba mình hay không, nhưng việc cô bé trở lại làm người là một điều có hậu đấy chứ. Hội kiếm đêm đã được giải quyết hoàn toàn, nếu Sid không tìm cách cứu Milia thì ai sẽ ngăn cô bé lại và đảm bảo rằng cô bé nạn nhân tội nghiệp sẽ có cơ hội sống tiếp đây. Hãy xem điều sắp tới xảy ra với Milia ở video lần sau nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt anh em.